Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về các tính năng của AppVN. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo nick trên AppVN trên hệ điều hành Winphone. Chúng ta đang bắt đầu vào giao diện của AppVN thì các bạn đã được nhìn thấy ở đây. Và ấn vào đây thì các bạn sẽ thấy có cái phần khách, chúng ta sẽ ấn vào để có thể tạo được nick. Thì các bạn muốn tạo nick thì các bạn ấn sang tab đăng ký và các bạn sẽ nhập vào tên đăng nhập, mật khẩu, nhập lại mật khẩu và email. Thì thời gian đăng ký tầm 1-2 phút thôi, các bạn chỉ cần làm qua các bước và đăng ký thì chúng ta đã sử dụng được full quyền của AppVN. Còn cái chức năng đăng nhập thì cũng như bình thường thôi, chúng ta gõ cái tên đăng nhập của mình vào. Đấy, thế là mình đã đăng nhập được vào AppVN. Và bài hướng dẫn của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.